Bạn đã sử dụng nhiều sản phẩm trắng da nhưng ủ trắng lên tôn nhưng bị kích ứng gây ngứa. Chưa kể chất kem body gây bết dính vào quần áo rất khó chịu. Và đây là giải pháp. Duyên bắt đầu dùng chất kem láng mịn thoa đến đâu tan đến đó và kết quả da trắng bật hai tôn rõ ràng. Duyên thử độ bết dính bằng vải đen và kết quả là không có vết kem trên vải. Duyên vui vẻ phấn khởi vì đã tìm được loại kem giúp trắng da an toàn không gây kích ứng không bết dính. Bạn nào đang tìm kem body trắng da thì bấm tìm hiểu dưới đây.